Hôm 29 tháng 11 vừa qua, thẩm phán Brian Leverson đã công bố một bản báo cáo dài 2.000 trang tài liệu mang tên Leverson Report về cuộc điều tra phương thức hoạt động và đạo đức nghề nghiệp của báo chí Anh, đồng thời đưa ra đề xuất thành lập một cơ quan độc lập để quản lý báo chí. Từ trước tới nay, báo chí Anh hoạt động theo phương thức tự kiểm duyệt dưới sự giám sát của Ủy ban khiếu nại báo chí. Đây là lần thứ 7 trong vòng 70 năm qua, chúng ta có một bản báo cáo do chính phủ ủy nhiệm đánh giá về văn hóa tác nghiệp trong báo chí nước Anh, cũng như đặt ra vấn đề về đạo đức nghề nghiệp của giới báo chí trong thời gian qua. Báo cáo của thẩm phán Brian Leverson được đưa ra sau đợt điều tra từ tháng 7 năm 2011 về những bê bối trong báo chí Anh, đặc biệt là vụ nghe lén người dân và các nhân vật nổi tiếng để moi tin của tờ News of the World hiện đã bị đóng cửa, thuộc sở hữu của chùm truyền thông Rupert Murdoch. Ủy ban điều tra đề xuất là một cơ quan tự quản lý, hoạt động độc lập với sự hỗ trợ của luật mới. Theo đề xuất, cơ quan này hoạt động độc lập với chính phủ và giới báo chí, có quyền phạt các tờ báo tới 1% tổng doanh thu mỗi năm hoặc 1 triệu bảng Anh nếu vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các tiêu chuẩn đạo đức báo chí. Cơ quan này cũng có quyền yêu cầu báo chí xin lỗi. Tờ báo có thể chọn lựa sự điều chỉnh của cơ quan này hay không, nhưng trong trường hợp không tham gia mà vi phạm thì sẽ do Ofcom, cơ quan kiểm soát cạnh tranh độc lập cho ngành truyền thông Anh, trực tiếp điều chỉnh. Thẩm phán Leverson cũng đề nghị phải có dự luật mới để hỗ trợ cơ quan mới này. Sau vụ scandal nghe trộm điện thoại và hối lộ cảnh sát của tờ News of the World, Thủ tướng Anh Cameron đã ra lệnh thành lập Ủy ban điều tra báo chí do thẩm phán Brian Leverson dẫn đầu, điều tra các cuộc nghe trộm điện thoại của tờ báo này. Chính vụ scandal này đã hé mở bí mật về hành vi gián điệp phi pháp của tờ báo bán chạy nhất vào ngày Chủ nhật này nói riêng, đồng thời cho thấy các hành vi vi phạm pháp luật của báo giới nước này. Cuộc điều tra của Leverson, ngoài việc thực hiện mục tiêu tìm ra những hành vi trái pháp luật của các cá nhân nhà báo, còn có nhiệm vụ lớn hơn là đánh giá lại vai trò của giới truyền thông. Các câu hỏi được nêu lên trong chương trình hành động của ông là phải chăng báo chí đã đứng trên luật pháp, phải chăng báo chí quá gần với cảnh sát và các chính trị gia. Hiện chính quyền Thủ tướng David Cameron đang bị chia rẽ khi quyết định về tương lai của báo chí Anh sau khi Ủy ban điều tra báo chí Leverson đề xuất luật báo chí mới tại nước này. Mặc dù bị chỉ trích là đã bội ước với những nạn nhân của xâm phạm báo chí, vì trước đó Thủ tướng Anh David Cameron là người thiết lập các cuộc điều tra vụ bê bối của News of the World, đồng thời cam kết tham gia với những nhà lãnh đạo chính trị khác để hỗ trợ các khuyến nghị của Leverson một cách toàn vẹn. Nhưng nay, chính ông đã lên tiếng cảnh báo dự luật này có thể đe dọa tự do báo chí. Ông thừa nhận hầu hết những kết luận mà báo cáo của Ủy ban đưa ra sau khi Ủy ban này đã tham khảo lời khai, trao đổi từ nhà báo, chính trị gia, những người nổi tiếng là nạn nhân của những hành vi xâm nhập trái phép của báo chí. Thế nhưng ông cho rằng một luật báo chí mới có thể đưa nước Anh tụt lại quá khứ, bóp nghẹt tự do ngôn luận. Báo chí trong thời gian qua đã phá vỡ các nguyên tắc cần thiết trong phương thức tác nghiệp và đạo đức. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hết sức cân nhắc với đề xuất mới này, vì không thể tụt lại quá khứ với việc các bài báo luôn phải xin phép được xuất bản, rồi bị pháp định bóp nghẹt tự do ngôn luận. Đồng quan điểm với Thủ tướng Anh là 86 nghị sĩ thuộc ba chính đảng của Anh, trong đó có 9 cựu bộ trưởng đã cùng ký tên trong thư kêu gọi Thủ tướng Cameron không thông qua các quy định mới về quản lý báo chí vì lo ngại sẽ đe dọa sự tự do báo chí, vốn đã có bề dày 300 năm tại xứ sở sương mù. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, hai tờ báo lớn là Telegraph và The Guardian đã đăng tải lá thư của các nghị sĩ, trong đó khẳng định tin tưởng vào quyền tự do ngôn luận và phản đối sự áp đặt bất kỳ hình thức quản lý pháp định nào. Họ cảnh báo rằng sự áp đặt quản lý nhà nước với báo chí sẽ giới hạn tự do báo chí và làm chùn bước báo chí điều tra. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nick Clegg, đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do, một đối tác nhỏ trong liên minh cầm quyền của Đảng Bảo Thủ, dẫn đầu nhóm phản đối quan điểm của ông Cameron, lại tuyên bố tham gia vào công đảng đối lập và ủng hộ luật báo chí do Ủy ban điều tra báo chí Leverson đề xuất. Ông Nick Clegg cho rằng dự luật là cần thiết để đảm bảo tính độc lập của cơ quan giám sát báo chí mới. Dựa trên hình mẫu của một cơ chế tự điều chỉnh với những thay đổi theo nguyên tắc của pháp định, tôi tin rằng cơ quan giám sát báo chí mới sẽ hoạt động thích hợp và hiệu quả hơn. Hiện nay, báo chí Anh đang hoạt động theo cơ chế tự điều chỉnh, tự quản lý dưới sự kiểm soát của Ủy ban khiếu kiện báo chí. Đây là cơ quan có sự tham gia của biên tập viên các tờ báo. Tuy nhiên, cơ quan này đang bị chỉ trích là hoạt động không hiệu quả và phải chịu trách nhiệm một phần vì những vụ bê bối vừa qua của báo chí Anh khi không xử phạt được các nhà báo có hành vi quấy nhiễu, xâm phạm sự riêng tư và nghe lén hộp thư thoại của công dân.
Báo chí Anh cũng đã công khai chấp nhận đề xuất cần phải có một cơ quan giám sát báo chí có quyền lực hơn, nhưng cũng đã đoàn kết lại để phản đối việc đưa ra luật mới để hỗ trợ cơ quan này hoạt động. Trong đề xuất của Leveson, có rất nhiều điều tốt so với cơ quan giám sát báo chí hiện nay hay một cơ quan do báo chí đề xuất. Tuy nhiên, tôi cho rằng không cần phải có một luật mới để hỗ trợ cơ quan này hoạt động. Trong khi đó, Gary McCain, cha của cô bé Madeleine McCain, 4 tuổi, bị mất tích năm 2007 và cũng là nạn nhân của các hành vi nghe lén của báo chí, cho rằng luật mới là cần thiết để đảm bảo bất kỳ một cơ quan quản lý báo chí mới nào cũng sẽ hoạt động hiệu quả. Một số ý kiến lại cho rằng mấu chốt tranh cãi không phải là chuyện bảo vệ sự tự do báo chí trước sự kiểm soát của nhà nước. Cách duy nhất để tạo ra một cơ quan giám sát báo chí độc lập, giúp phục hồi niềm tin của công chúng với báo chí là thành lập ra một cơ quan kiểm soát báo chí mới, không do báo chí hỗ trợ tiền hoạt động, không quy tụ những thành phần cốt cán là những tổng biên tập hay những chính trị gia, và cơ quan đó có quyền điều chỉnh với bất kỳ cơ quan báo chí nào. Để đảm bảo tính độc lập của báo chí trong xã hội, các tổ chức báo chí quốc tế và các hiệp hội nghề nghiệp báo chí trên thế giới đều kêu gọi thực hiện cơ chế tự giám sát, tự điều chỉnh đối với các tờ báo nhằm tránh sự can thiệp của cơ quan công quyền. Nếu dự luật mới do Brian Levinson đề xuất được thông qua, nó sẽ là luật báo chí đầu tiên kể từ thế kỷ 17 ở xứ sở sương mù, vốn được coi là điển hình của tự do báo chí thế giới và báo chí vốn chỉ chịu sự điều chỉnh của các luật khác trong xã hội. Nhóm bàn tròn quy định truyền thông với sự tham gia của các học giả, luật sư, các nhà báo lại đề xuất thành lập cơ quan tiêu chuẩn truyền thông có sự hỗ trợ của các quy chế khác. Đây sẽ là một hệ thống quản lý vừa để bảo vệ sự riêng tư, quyền về danh tiếng của mỗi cá nhân, nhưng cũng cho phép báo chí được xuất bản những thông tin về những vấn đề phù hợp với lợi ích của công chúng.